Em phát lên mà chưa ai lên. Sao em không thể hiện gì nhỉ? À, em thấy hiện cho xem rồi. Xin chào mọi người. Đợi tầm một chút nữa. Các bạn lên, tôi có mỗi chị cùng em. Ừ, chiều nay các bạn đi học. Hello, xin chào mọi người. Chiều nay các bạn đi học. Có những ai đang xem thì comment cho mình biết nhá. Sao em không thể hiện người xem nhỉ? Okay. Chắc là giờ này các bạn đang đi học nên là không có ai theo dõi được trực tiếp. Em nói vào đây mà. Chắc là giờ này các bạn đang đi học, thế nên là các bạn không theo dõi được buổi trực tiếp, phát trực tiếp. Nhưng mà mình vẫn sẽ clip và sẽ giới thiệu như bình thường. Thì tối về các bạn xem nhá. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ sổ tay văn học tập 3. Và như những buổi trước thì chị Quỳnh đã hướng dẫn các bạn về sổ tay văn học tập 2 và bộ thơ, đúng không ạ? Hôm nay cũng sẽ như thường lệ là mình sẽ hướng dẫn sử dụng bộ sổ tay văn học và sẽ định hướng cho các bạn một vài bí kíp để mà mình sử dụng bộ sổ tay hiệu quả và giúp đỡ được cho mình cái việc mình viết bài. Được chưa ạ? Hay là không hiện thông báo nhỉ? Hôm nay xem chiều 2 rồi. Nói tự nói một mình à? Đây.
Bộ sổ tay văn học tập 3 này thì đây. Đây chính là quyển bộ sổ tay văn học tập 3. Đây là bộ mới. Hello, hello Marit Võ. Bạn biết chữ đẹp đẹp ấy đúng nhỉ? Bộ sổ tay văn học tập 3. Đây là bộ mới. Mình có bật mí là ngày xưa mình có mua của bộ chị Hiên để học. Thì bộ ngày xưa là bộ bộ cũ, cũng đẹp nhưng mà đấy là bộ cũ thì mình không có nhiều tác phẩm như bây giờ. Thì bây giờ bộ này đã có thêm tác phẩm và bìa đã đẹp hơn rồi đúng không các bạn? Bìa rất là đẹp. Được chưa? Tiêu đề của bộ sổ tay văn học này là cái chủ đề xuyên suốt cả bộ sổ tay này, đó chính là cái đẹp từ những dòng văn. Tại sao chủ đề của sổ tay văn học này là cái đẹp từ những là về cái đẹp ạ? Thì chúng ta cũng đã biết rồi. Thiên chức của một nhà văn là khơi nguồn cho cái đẹp tràn vào trang viết, và cũng như cuộc đời của con người là hành trình đi tìm cái đẹp và luôn vì cái đẹp mà tồn tại. Được chưa ạ? Thì văn chương cũng không ngoại lệ đâu các bạn. Cái đẹp cũng sẽ xuất phát từ cuộc sống đời thường và đi vào văn chương như một chủ đề, một phong cách riêng biệt. Bởi vậy nên các nhà văn, các nhà thơ hay là những tác giả đều đi tìm cái đẹp từ những câu văn, từ những dòng văn mà người ta đã trải nghiệm từ cuộc sống. Được chưa ạ? Và hôm nay thì mình đi tìm hiểu bộ sổ tay văn học tập 3 thì mình cũng sẽ tìm hiểu về chủ đề là bao gồm có 4 tác phẩm. 4 tác phẩm. Bộ sổ tay văn học bao gồm 4 tác phẩm. Và bộ sổ tay văn học gồm 4 tác phẩm gồm những tác phẩm nào ạ? Ôi chị, hình như em sao thấy bị lác lác nhỉ? Nó bị mờ đi ấy, hay là em đụng ở đây nhỉ? Hơi mờ đúng không? Chị đang xem à? Tại mạng. Những bạn mà hôm chiều nay không đi học ấy, thì các bạn đang ở nhà đúng không? Thì chúng ta cùng chuẩn bị một cuốn sổ tay văn học bên cạnh mình nhá. Đến cái gì mà mình sẽ giới thiệu đến đâu thì là chúng ta sẽ nắm bắt được luôn và sẽ chuẩn bị được luôn. Được chưa ạ? Ôi sao nó bị lăng lăng nhỉ? Về các bước để quyển cũ thì có, đúng rồi, quyển cũ thì là có 3 tác phẩm, chủ yếu là có 2 bài sông và bài chữ người tử tù. Thì quyển mới thì chúng ta có thêm một tác phẩm nữa, đó là tác phẩm Vĩnh biệt cửu trường đài của Nguyễn Huy Tưởng. Bài tác phẩm này thì là chỉ là một tác phẩm bổ sung kiến thức cho các bạn. Nó không nằm trong trọng tâm của chương trình thi trung học phổ thông của chúng ta. Nhưng mà kịch thì có thể là không vào trong kỳ thi, nhưng mà biết đâu được đấy thì sẽ năm nay sẽ vào kịch thì sao nhỉ? Đây. Bộ mới thì sẽ có thêm tác phẩm này. Thì về các bước sử dụng bộ sổ tay văn học thì ở các clip trước, chị Quỳnh, các buổi trước chị Quỳnh đã hướng dẫn các bạn, thì mình cũng sẽ tương tự theo các bước như vậy thôi. Và ngày hôm nay thì là mình sẽ hướng dẫn thêm, đó là về bộ sổ tay văn học này gồm có những tác phẩm gì. Và mình sẽ định hướng cho các bạn luôn để cho các bạn dễ dàng học, được chưa ạ? Bởi vì mỗi tập
Ví dụ như là các tác phẩm ở trong tập 2 chẳng hạn sẽ có những tác phẩm khác nhau, như tập 3 cũng sẽ có những tác phẩm khác, thế nên là sẽ có nhiều cái định hướng khác, chủ đề khác. Đối với tập 2 trước thì chủ yếu là đi tìm một chủ yếu là phân tích về một nhân vật đúng không, về cảm nhận về một nhân vật đúng không, thì đến bộ sổ tay văn học tập 3 này thì mình sẽ chủ yếu là đi tìm và đi định hướng đi theo một chủ đề khác. Về hai bài xong thì là chủ đề đó là hai bài ký, thế nên là không phải chuyện ngắn như ở sổ tay văn học tập 2. Thế nên là mình sẽ hướng dẫn theo một cách khác chị ạ. Bởi vì nhiều bạn khi mà học thì các bạn sẽ dễ dàng học, cảm thấy hai bài xong này là khó, bởi vì cảm thấy với bài ký này sẽ khó hơn các bài truyện ngắn, các tập truyện ngắn như Vợ chồng A Phủ hay là Vợ Nhặt. Đấy, bởi vì hai bài này thường như không có cốt truyện nên các bạn sẽ khó tìm hiểu. Chúng ta cũng bắt đầu vào các bước mà theo như những cái những buổi trước nhá. Thì thứ nhất, điều quan trọng cốt lõi dành để mà cảm nhận và cũng để học tập hiệu quả đó chính là đọc tác phẩm. Đọc tác phẩm là đọc tác phẩm như nào ạ? Đó là mình sẽ sử dụng quyển sách giáo khoa của mình ở trên nhà trường ấy ạ. Thì mình sẽ đọc kỹ thuật tác phẩm. Và như thơ thì mình sẽ phải học thuộc thơ để mà mình đi mình còn phân tích đúng không ạ? Còn chuyện bút ký hay là những các tác phẩm văn xuôi thì mình sẽ không đọc thuộc, nhưng mà mình sẽ phải nhớ những chi tiết để mà khi mà phân tích thì mình sẽ phân tích từng chi tiết. Và bên cạnh đó, sau khi phân tích thì mình sẽ bình luận, đánh giá về cái chi tiết đấy. Được chưa? Thứ nhất là bước đầu tiên, đọc tác phẩm. Được chưa ạ? Đọc tác phẩm. Đọc tác phẩm này yêu cầu mỗi chúng ta phải đọc thật kỹ. Tại sao lại đọc kỹ? Như lúc nãy mình cũng đã nói rồi, đọc kỹ thì chúng ta hiểu sâu hơn về vấn đề và dễ dàng nhớ được các chi tiết mà được thể hiện ở trong các tác phẩm. Như đối với các tập truyện ngắn thì mình có thể nhớ được cốt truyện và mình sẽ dẫn dắt theo từng ý và theo từng bố cục của cốt truyện đấy. Nhưng mà riêng những bài mà bút ký như là Người lái đò sông Đà đấy, như tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân chẳng hạn, thì mình sẽ khó để nhớ được cốt truyện, bởi vì đấy là bài ký. Thế nên là mình chủ yếu là mình sẽ nhớ về những chi tiết, những luận điểm chính và những cái luận cứ để mà phân tích, để mà hướng dẫn, dẫn dắt những cái luận điểm đấy. Được chưa? Đọc tác phẩm, đọc kỹ. Bởi vì khi mà mình viết bài hay là khi mà mình đọc cuốn sổ tay văn học, bởi vì sổ tay văn học này chỉ là cái phần cảm nhận và cái phần hướng dẫn cho các bạn để các bạn có hành văn tốt hơn và có kiến thức về tác phẩm hơn, chứ không làm, chứ trong cái bộ sổ tay văn học này ấy, sẽ không có nội dung của tác phẩm. Thế nên là chúng ta cần phải chú ý để đọc quyển, dùng sách giáo khoa trên nhà trường mình của mình ấy để đọc thật kỹ tác phẩm đã, được chưa? Và khi đọc tác phẩm xong rồi thì chúng ta làm gì ạ? À, đọc tác phẩm thôi thì để đấy, không phải đâu. Đọc tác phẩm, khi mà đọc xong rồi chúng ta cần phải chú ý là phần tác phẩm này nói về vấn đề gì, tác phẩm nói lên vấn đề gì, viết về vấn đề gì. Được chưa ạ? Nội dung của tác phẩm là gì? Được chưa? Ví dụ, mình lấy ví dụ nhá.
Về tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân thì viết về nội dung gì? Viết về cái gì? Và ý nghĩa? Rút ra. Được chưa? Phần ý nghĩa rút ra, đây người ta gọi chung là phần cảm nhận. Cảm nhận. Cảm nhận của chính bản thân các bạn ấy, là khi mà đọc xong thì chúng ta có những cảm nhận gì. Và đấy là những cái cảm nhận ban đầu khi chúng ta tiếp xúc đến tác phẩm văn học. Được chưa ạ? Khi mà chúng ta có một sự cảm nhận riêng, mỗi bạn sẽ tự có một cho mình một cái cảm nhận văn học riêng thôi, không phải ai cũng giống ai. Được chưa? Khi mình đọc đến một tác phẩm thì trong, ví dụ về bản thân tác phẩm Vợ Nhặt chẳng hạn, thì các bạn khi đọc đến tác phẩm Vợ Nhặt, mỗi bạn sẽ có một cảm xúc khác nhau và sẽ có những cảm nhận khác nhau. Ví dụ như thế nào ạ? Cảm xúc, nhiều bạn sẽ cảm thấy đồng cảm với cái đói, cái nghèo được thể hiện. Và nhiều bạn cũng cảm thấy là ôi, sao thị vô duyên đấy, chả giống với nhân cách hay là một con người thật sự của phụ nữ Việt Nam ngày xưa. Đấy, có thể là bọn bạn sẽ có suy nghĩ như vậy. Và có thể là khi mà giới thiệu về chàng ấy, chàng có cái tính dở hơi đúng không? Hay ngửa mặt lên trời cười hành hạch. Đấy, rồi hay tự đi rồi tự nói một mình ấy, có những cái tính cách rất là khác. Thì bảo là ui dồi, sao ông này ông lại viết về một người dở hơi như vậy. Đấy, mọi thứ xuất hiện ở trong cái tác phẩm đấy đều có dụng ý riêng, và tác giả đều thể hiện lên, đều có một đúc rút ra một cái ý nghĩa bài học, ý nghĩa nhân văn rất là hay. Đấy, thế nên là các bạn sẽ đọc xong sẽ có những cái cảm xúc riêng, đấy là những cảm nhận ban đầu đấy. Được chưa? Đấy là bước 1. Được chưa ạ? Và qua đó là cả cảm nhận đấy. Đấy, được rồi. Đấy là đọc tác phẩm nhá. Đây là xong bước 1, được chưa ạ? Đến bước thứ 2 ạ. Bước thứ 2 thì làm gì ạ? Đối với tất cả các bạn trong cái group này, tất cả các bạn đều đã có cho mình một cuốn sổ tay văn học rồi. Được chưa? Đều có cho mình cuốn sổ tay văn học rồi. Thì mình sẽ sử dụng nó thôi. Đọc tác phẩm xong thì mình sẽ sử dụng đến, đọc đến cuốn sổ tay văn học, được chưa? Đọc, học, cảm nhận. Về sổ tay văn học, chị xin phép viết tắt nhá. Đấy, sổ tay văn học. Và hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn về tập 3. Thì trong cuốn, trong tập 3 có gì ạ? Sổ tay văn học tập 3. Chắc hẳn là bây giờ các bạn đã cầm trong tay cuốn sổ tay văn học rồi đúng không ạ? Và tất cả các bạn khi mà nhận được cuốn sổ tay sẽ xem qua, và nội dung xem qua tiêu đề, và xem, nói chung là mình không thể học kỹ được thì mình cũng sẽ đã xem sơ qua rồi đúng không? Đấy, sổ tay văn học tập 3 bao gồm tác phẩm thứ nhất. Tác phẩm thứ nhất ạ. Đó chính là tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân, được chưa? Chị sẽ viết ra đây luôn này, Người lái đò sông Đà. Chị xin phép viết tắt nhé. Người lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân. Hồi xưa đấy là tác phẩm đầu tiên. Chị chào Nguyễn Anh Thư nhé. Người lái đò sông Đà.
Tác phẩm thứ hai là gì ạ? Đó là tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Và đấy là tác phẩm mà nằm trong đề thi đại học năm ngoái của các bạn 2K1 đấy, đúng không ạ? Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Được chưa? Đến tác phẩm thứ 3. Đó là một tác phẩm mà các em đã được học ở trong chương trình lớp 11. Đó là tác phẩm Chữ Người Tử Tù của Nguyễn Tuân. Và trong cái bộ sổ tay này có hai tác phẩm của Nguyễn Tuân, đúng không ạ? Và cũng đúng như vậy, Nguyễn Tuân là một nhà văn là cả đời suốt đời đi tìm cái đẹp. Bởi vậy nên hôm nay chủ đề của chúng ta là cái đẹp ý. Thì Nguyễn Tuân cũng chính là một tác giả nói về cái đẹp và viết về cái đẹp. Cảm nhận của ông về cái đẹp rất là độc đáo và sáng tạo, và không có một nhà văn nào có thể bắt chước được. Và cái phong cách của ông, cái ngông của ông không có ai có thể học theo được. Và rất ít người có thể cảm nhận được kỹ càng, cảm nhận được sâu sắc về cái ngông và cái chất sáng tạo độc đáo của ông ở trong văn. Đấy. Chữ Người Tử Tù. Nguyễn Tuân, chị Quỳnh đi quay luôn. Được chưa? Và một tác phẩm nữa. Đó là một tác phẩm mà ban nãy chị cũng có giới thiệu rồi. Đó là tác phẩm Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài của Nguyễn Huy Tưởng. Nguyễn Huy Tưởng, viết tắt ạ. Được chưa? Đó là những tác phẩm mà ở trong cuốn sổ tay văn học chúng ta. Và hôm nay tất cả các bước chị hướng dẫn đều sẽ áp dụng được ở trong 4 cái tác phẩm này, và áp dụng được cho tất cả các tác phẩm ở trong cuốn sổ tay khác. Được chưa? Đấy. Không biết là các bạn đã đọc xong và học qua hết tất cả các tác phẩm mà nằm trong cuốn sổ tay văn học mà các bạn đã mua với chị Hiên chưa nhở? Không biết là các bạn đã đọc qua hết chưa? Có bạn nào đang xem thì có thể comment cho chị biết, mình cùng tương tác với nhau. Và trong sổ tay văn học có 4 tác phẩm như vậy rồi. Thì với một tác phẩm riêng biệt, những tác phẩm này sẽ có những cái nội dung gì? Thì đối với những cái buổi trước chị Quỳnh cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi, đúng không ạ? Mỗi ý, mỗi dòng, mỗi luận điểm, luận cứ các kiểu chị Quỳnh đã hướng dẫn rồi. Thì hôm nay mình cũng sẽ nhắc lại. Nhưng tuy nhiên là với tác phẩm này sẽ khác với những tác phẩm chuyện ngắn hay là những tác phẩm của tập 2 ấy, đúng không? Mà chị Quỳnh đã hướng dẫn đấy, sẽ khác. Không biết là các bạn có thắc mắc là tại sao 4 tác phẩm này lại được đặt chung với nhau thành một quyển, và chủ đề của nó chính là cái đẹp từ những dòng văn không nhỉ? Không biết là có bạn nào thắc mắc không? Từ nãy giờ chị nói thì không biết là các em có thắc mắc không? Có các bạn đang xem, các bạn có thể comment giúp chị là không biết là các em có đang thắc mắc là hello Phương Phạm nhá. Các em có đang thắc mắc là tại sao lại chị Hiên chị lại đặt 4 tác phẩm vào cùng một chung một tập
tập 3 như vậy không? Tập 3 này không? Với 5 bạn đang xem hiện tại, các em comment đi, các em comment giúp chị. Mình cùng nhau tương tác, nói chuyện, vừa học vừa chơi. Phương Phạm, có ạ. Thì em có thể nêu lên là tại sao lại đặt như vậy? Với 4 tác phẩm như này thì đặt chung một cuốn và nội dung của nó là về cái đẹp. Như ban nãy chị cũng đã nói rồi đúng không ạ? Văn chương cũng không ngoại lệ, đối với việc con người, cuộc đời con người là một hành trình đi tìm cái đẹp, và tất cả đều vì cái đẹp mà tồn tại. Được chưa? Kể cả bản thân chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng về cái đẹp cả. Khi gặp một bức tranh hay là khi gặp một tác phẩm nào đấy đẹp thì chúng ta đều cảm thấy rung động trước những cái đẹp. Được chưa? À, chị có nhớ là một tác giả, có người đã từng nói là cái đẹp của văn chương chính là cái mang nhiều dấu ấn của chủ thể sáng tạo, là cái riêng, cái độc đáo. Đấy, chị không nhớ là ai nói trên câu này, nhưng mà chị nhớ nhất là câu ý kiến như vậy, nói về cái đẹp. Và đó cũng là lý do mà chị Hiên, chị ấy đặt 4 tác phẩm vào chung với nhau. Và chúng ta cũng tìm hiểu trên lớp, chúng ta cũng có cảm nhận được rồi đúng không ạ? Với sổ tay tập 3 này, nói về cái đẹp, thì đối với 4 tác phẩm này đều thể hiện về cái đẹp. Cái đẹp của một dòng sông, và cái đẹp của sông Đà, một dòng sông vùng Tây Bắc. Cái đẹp của sông Hương, một dòng sông thơ mộng trữ tình ở vùng đất Huế. Chữ Người Tử Tù là về cái đẹp của một con người, về nghệ thuật. Được chưa? Được Nguyễn Tuân thể hiện rõ. Mà các bạn đã được tìm hiểu đến tận bây giờ thì chắc chắn các bạn đã được tìm hiểu về Chữ Người Tử Tù. Các bạn đều là lớp 12 rồi đấy đúng không? Đây là tác phẩm lớp 11 rồi đấy. Và cái đẹp ở trong vở kịch này, không biết là các bạn có còn nhớ nội dung của Vĩnh Biệt Cửu Trường Đài của Nguyễn Huy Tưởng không nhở? Nếu mà các bạn không nhớ thì tí nữa chúng ta có thể nói qua vài nét về tác phẩm đấy để chúng ta nhớ lại, được chưa? Đó chính là cái dụng ý để chung, để cùng nhau dễ tìm hiểu ấy, được chưa? Và hai bài sông này ở nằm trong tác phẩm lớp 12. Nó khác hoàn toàn so với các tác phẩm truyện ngắn khác. Đó là hai bài ký mà nhiều bạn cảm thấy sợ ấy. Ngày xưa chị đi học chị cũng rất là sợ hai tác phẩm này, bởi vì chị khó hiểu ấy. Chị cảm thấy là đọc chị không hiểu nổi là nên học như thế nào cho đúng và nên làm như thế nào để cho nhớ, được chưa, để cho nhớ cái những chi tiết. Nhưng mà khi mà có được bộ sổ tay rồi, ngày xưa bộ sổ tay của chị ngày xưa thì bộ cũ nên là cũng không được nhiều như các em, nhiều kiến thức như các em bây giờ, và cũng không có nhiều nội dung tài liệu mà chị Hiên tặng cho các em bây giờ đâu đấy, được chưa? Nên là các tác phẩm này được thể hiện rõ ràng, được đưa vào cái cuốn sổ tay văn học này ấy, một cách khác biệt hoàn toàn và rất khó những cái tác phẩm hay những quyển sách khác có thể có được. Đấy là cái cách mà chị Hiên đã đưa vào như vậy. Được chưa? Và thứ nhất, chúng ta cùng đi tìm hiểu vào một tác phẩm, định hướng vào một tác phẩm. Học chị Hiên sẽ không còn, đúng rồi, học chị Hiên thì sẽ không phải lo gì nữa. Và bên cạnh cái việc học với chị Hiên thì các em còn phải cố gắng hơn về cái cách các em viết bài, hành văn, các em luyện sao cho hay, sao cho đúng.
và kiến thức tác phẩm tài liệu thì đọc như thế nào để cho mà mình cảm thấy dễ vào nhất. Đấy, tài liệu mà hay nhưng mà các bạn không biết cách thể hiện, không biết cách đọc hay là không biết cách cảm nhận thì nó sẽ không hay nữa, đúng chưa? Được chưa nhỉ? Đấy, chúng ta cùng đi cái phần lời ngỏ này này. Thì tất cả các tác phẩm, tất cả các quyển sách khác đều có rồi. Thì đấy là những cái lời nhờ chị Hiên gửi gắm đến các bạn. Được chưa? Đầu tiên, chúng ta cùng đi vào trang đầu tiên. Nói về tác phẩm Người lái đò sông Đà. Một sông Đà, một Nguyễn Tuân. Như ban nãy chị cũng đã nói đấy, Nguyễn Tuân luôn có một cái cách độc đáo riêng, một sự sáng tạo riêng, một cái ngông riêng mà khó ai có thể mà bắt chước được, và rất ít những người mà có thể hiểu hết những cái ngông mà ông Nguyễn Tuân viết. Rất ít, bởi vì cái chất ngông của Nguyễn Tuân thì chúng ta cũng học như vậy thôi, cũng đều là người cảm nhận, là những người độc giả cảm nhận, đúng không ạ? Nhưng mà để mà cảm nhận hết những cái gì mà ông ấy thể hiện trong những cái câu văn, những cái dòng viết thì khó có thể hiểu được hết lắm. Đấy, mình chỉ hiểu một cách sơ sơ, mình chỉ hiểu một cách rõ ràng, một cách qua thôi, đúng không ạ? Cũng để mà nói kỹ hết thì chưa chắc. Chỉ có những nhà bình luận này, nhà phê bình văn học, rồi các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu được kỹ hơn, được chưa? Bởi vì cái ngông của Nguyễn Tuân rất là lạ, rất là khác, độc đáo, khác hoàn toàn so với các tác giả khác. Đấy. Và tất cả những cái gì mà chị vừa nói ban nãy đều thể hiện nằm rõ nhất ở ngay câu đầu tiên mà chị Hiên viết ở đây. Muốn nổi bật, chúng ta phải khác biệt. Để mà làm nên tên tuổi của Nguyễn Tuân thì đó là cái sự khác biệt mà ông thể hiện. Được chưa? Đây là những cái nét mà suy nghĩ, cái cảm nhận của chị Hiên khi mà đọc về sông Đà. Mỗi chúng ta cũng vậy, khi mà viết hay là chuẩn bị viết và khi mà chuẩn bị tìm hiểu một tác phẩm thì nên chúng ta đọc xong rồi, đọc tác phẩm xong rồi thì chúng ta cũng phải có cái cảm nhận riêng. Đấy là những cái phóng tác từ tác phẩm, văn học nhìn từ một con mắt khác, nhìn từ một cảm nhận khác, suy nghĩ khác. Đấy, đấy là những cái gì mà mình nên hướng theo một cái khác để xem mình qua cách đấy mình cảm nhận văn như thế nào, cảm nhận tác phẩm như thế nào. Được chưa? Đấy, cái phần này thì các bạn tự tìm hiểu và tự đọc nhá. Đấy là cái phóng tác từ tác giả tác phẩm từ chị Hiên. Còn các bạn, chị rất là ủng hộ, rất là khuyến khích mọi người sẽ tự đưa ra những cái quan điểm như vậy để về một tác phẩm, để cho chúng ta cảm nhận được là mình có cái sự hiểu và có chiều sâu, có hiểu về tác giả tác phẩm và hiểu về vấn đề mà tác giả thể hiện ở trong bài văn đấy, trong tác phẩm đấy, được chưa? Và khi đọc xong cuốn sổ tay văn học rồi thì chúng ta chương đầu tiên chúng ta cũng sẽ cùng sẽ đi tìm hiểu về tác giả, đúng không ạ? Thứ nhất, điều thể hiện, điều mà hiện lên đầu tiên nhất, và khi mà chúng ta đi tìm hiểu một tác phẩm hay là một bài văn nào cũng vậy thôi, chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu về tác giả, được chưa? Về tác giả này, chị sẽ không đi tìm hiểu là tác giả Nguyễn Tuân như nào nữa, cũng sẽ không hướng dẫn kỹ cho các bạn nhiều, bởi vì mỗi bạn đều đang có những cái phần tài liệu và các cuốn sổ tay cho mình rồi. Thế nên là chị sẽ chỉ nói qua thôi. Mình sẽ cùng khái quát về tác giả, được chưa? Về tác giả. Và tác giả này, trong cái phần này chị Hiên đã ghi rất rõ về cuộc đời, được chưa? Về cuộc đời, về sự nghiệp sáng tác, về phong cách nghệ thuật. Phong cách nghệ thuật là cái phần mà các bạn cần phải nhớ lâu nhất, nhớ kỹ nhất. Có thể đôi khi các bạn có thể quên được về cuộc đời của ông, đúng chưa? Về có thể
vì cuộc đời này. Đấy, vì cuộc đời này, vì sự nghiệp này. Vì phong cách nghệ thuật. Được chưa? Phong cách nghệ thuật. Được chưa? Có những nhận định này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nhận định này, nhận định về tác phẩm, tác giả tác phẩm này chúng ta sẽ tự trau dồi thêm. Nhiều nhận định hơn nữa ngoài những cái nhận định mà chị Hiên viết ở đây, được chưa? Cuộc đời. Đây, phần cuộc đời này chúng ta có thể thấy là những cái ý cơ bản nhất, có thể thấy rõ nhất thì đã được thể hiện ở trong cuốn sổ tay này. Và cuốn sổ tay này cũng không khác gì cái quyển sách giáo khoa các bạn đâu, cũng có những cái phần ý như vậy, nói về cuộc đời của Nguyễn Tuân, được chưa? Và đến sự nghiệp sáng tác này, nhiều bạn ấy, các bạn ở đây có thể là một số bạn cũng đang nằm trong cái lớp học của chị Hiên, về cái khóa học mà chị Hiên đang dạy, thì chị cũng có chấm bài của các bạn. Thì một số bạn đưa những cái sự nghiệp sáng tác, đưa cái phần giới thiệu về các tác giả mà ông viết ấy vào trong phần mở bài. Thì cái phần đấy cũng không sai, nhưng mà đối với cái phần mở bài để mà độc đáo, để mà lạ, để mà thu hút được cái người đọc ấy, thì cái phần sự nghiệp sáng tác này chúng ta không nên lấy vào phần mở bài đâu. Chúng ta có thể nói thêm vào ở cái phần giới thiệu về tác giả tác phẩm. Được chưa ạ? Xin lỗi các bạn nha, hôm nay chị hơi đau họng một chút nên là đấy, được chưa? Và phần mở bài thì chúng ta là hướng dẫn về cái gì ạ? Đó là cái về phong cách nghệ thuật. Có thể chúng ta, nhiều bạn xuất sắc hơn, các bạn sẽ đưa vào cái phần ý kiến nhận định. Nhưng mà chị khuyên các bạn, mình đã có rất chi tiết về phong cách nghệ thuật ở đây rồi. Những cái gì mà đặc sắc nhất mà ông có thì ông được thể hiện đấy, có vốn từ ngôn từ, vốn hiểu biết rất rộng, nhiều lĩnh vực khác nhau này, có rất là nhiều cái phong cách mà đặc sắc nghệ thuật mà ông có thì mình đã có đây rồi, thì mình phải áp dụng vào bài viết của mình. Thật linh hoạt, có thể là mình sử dụng một vài ý kiến nhận định để mà mình đưa vào mình dẫn dắt, nhưng mà cũng có thể các bạn không thể nhớ được vì ý kiến nhận định đấy, thì mình sẽ hướng vào cái phần này luôn, được chưa? Nguyễn Tuân có một phong cách nghệ thuật rất độc đáo và sâu sắc, nhưng mà mình không thể nói là Nguyễn Tuân nói thẳng vào như thế đâu nhá. Mình cần phải có một sự dẫn dắt nào đấy để mà thu hút được người đọc, được chưa? Nhiều bạn câu văn nó cụt lủn ấy, nên là khi mà viết thì phần mở bài có thể là đạt chất lượng, đạt, nhưng mà để mà nói hay thì chưa đâu, được chưa? Hoặc có thể là từ nhận định. Đấy, như chị đã nói. Được chưa? Đây là cái phần tác giả. Hai phần này chúng ta có thể sử dụng để viết mở bài. Đó. Được chưa? Sử dụng để viết mở bài. Sau phần tác giả thì đến gì ạ? Đến tác phẩm. Đến tác phẩm. Tác phẩm thì chúng ta gồm có những ý như thế nào? Đó là những cái phần in đậm này, chị Hiên đã viết như thế, đã in đậm cho các bạn rồi. Được chưa? Thì về phần tác phẩm chúng ta chú ý là mình sẽ chủ yếu đi tìm hiểu, đó là hoàn cảnh sáng tác. Xuất xứ chẳng hạn, hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ. Đây là cái điều mà phải nhớ. Về hoàn cảnh sáng tác này, các bạn phải nhớ cho chị. Nhớ về một tác phẩm, tác giả tác phẩm thì chúng ta, một hai điều mà chúng ta cảm thấy là quan trọng nhất và đáng nhớ, đáng để mình nhớ, thì đó là về cái phong cách nghệ thuật và hoàn cảnh sáng tác. Đấy, được chưa? Để mà mình có thể vận dụng vào viết bài một cách linh hoạt và độc đáo hơn, để thể hiện được cái sự hiểu biết của mình ở trong cái bài viết của mình. Đấy. Về hoàn cảnh sáng tác thì đối với
những bài ký sẽ có những cái hoàn cảnh sáng tác khác nhau, có thể ở những cái bài về sông Hương chẳng hạn thì cũng sẽ có cái hoàn cảnh sáng tác khác nhau. Thế nên là mình không thể nhớ được nhiều thì mình có thể nhớ được cái sự nhớ một cách khái quát nhất, được chưa? Đây này, có thể nhiều tác giả tác phẩm ấy thì có nhiều hoàn cảnh sáng tác thì đều khác nhau, và các bạn thì có thể khó nhớ. Ví dụ như những tác phẩm văn xuôi thì khó nhớ này, rồi các bài thơ này các bạn một phát là một lúc học rất là nhiều tác giả, rất là nhiều tác phẩm. Thế nên là việc nhớ của các bạn thì nhiều lúc nhiều bạn còn hạn chế, còn các bạn còn có thể còn học thêm các môn khác nữa như sử địa các kiểu nữa, còn nhớ còn phải học nhiều ấy. Thế nên là mình sẽ có những cái từ khóa ghi nhớ như vậy để cho các bạn học dễ hơn, được chưa? Mình không thể nhớ được chi tiết thì mình nhớ theo cái keyword đấy, chưa, được chưa? Để cho mình nhớ như vậy thì mình sẽ định hình được trong đầu mình là có cái những ý gì và mình triển khai như thế nào. Mình không chăm chăm phải đi học làm gì cả. Nhiều bạn nó bê nguyên cả hoàn cảnh sáng tác trong sách giáo khoa vào để trong bài viết. Như vậy là mình học như một cái hướng rất là thụ động. Mình học không có sự sáng tạo cho mình. Mình có thể lồng ghép các câu văn của mình vào, diễn đạt thành lời văn của mình để cho bài viết mình sinh động hơn. Đấy, được chưa? Chúng ta học theo keyword là dễ nhớ nhất. Và sổ tay văn học nào chị Hiên cũng đã có keyword cho các bạn rồi. Được chưa ạ? Và một điều nữa là nhớ năm sáng tác nhá, không lộn từ sông Đà sang sóng thì không được đâu nhá. Đấy, đấy là điều mà cần chú ý. Được chưa? Tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác. Xong hoàn cảnh sáng tác thì là gì ạ? Đó là những nội dung chính của từng đoạn. Và chúng ta sẽ dựa vào những nội dung chính đấy để nhớ về nội dung của bài. Có thể mỗi bài sẽ có một phong cách khác, một tác giả sẽ thể hiện một cách phong cách khác nhau, nhưng mà chúng ta có thể nhớ được về một bài viết. Ví dụ như chúng ta hai bài ký mình học khó quá mình không thể nhớ được thì mình chủ yếu mình dựa vào cái phần luận điểm chính này, được chưa? Về sông Đà thì đó là hình tượng dòng sông với hai nét tính cách đối lập hung bạo trữ tình, đó là vấn đề một. Vấn đề hai là gì? Hình tượng người lái đò, hình tượng dòng sông, hình tượng người lái đò. Chúng ta nhớ luôn hai ý này đấy, nhớ chung chung luôn như vậy. Đối với sông Hương thì như thế nào nhở? Đối với sông Hương thì vấn đề mình sẽ có định hình luôn trong đầu mình là những gì? Đó là vẻ đẹp của dòng sông, được chưa? Đó là những cái vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình hay là hung bạo. Đấy, đấy là những cái mà người ta hay trong bài viết người ta gọi là luận điểm chính của đoạn văn đấy, được chưa? Mình sẽ nhớ một cách như vậy. Thế này, kỹ hơn, ví dụ như sông Hương kỹ hơn thì sẽ như thế này. Thứ nhất là khái quát, được chưa? Khái quát về hình tượng dòng sông Hương. Thứ hai là gì ạ? Là vẻ đẹp của sông Hương, được chưa? Thứ ba, đối với cái vẻ đẹp này sẽ có những cái vẻ đẹp về gì? Về địa lý, về lịch sử, về âm nhạc, văn hóa, thi ca, được chưa? Đấy, đấy là những cái mà cái ý chính người ta hay gọi là cái luận điểm chính để mà mình nhớ. Mình không phải nhớ một, mình không thể nhớ được hết nội dung chính được thì mình sẽ nhớ như vậy sẽ dễ học hơn, được chưa? Vấn đề lưu ý này, đó là những cái nội dung chính này, được chưa? Chị chào Khánh Dương nhá.
các bạn đang xem toàn các bạn mà ở trong lớp học của chị Hiên. Chị cũng chấm bài qua thì chị cũng nhớ được một vài bạn. Tại vì từ lúc ban đầu thì chị không tương tác với các bạn nhiều. Chỉ có chị Quỳnh, chị Huyền với cả chị Hiên thôi. Chị Hiên là tương tác nhiều nhất, chưa chị Quỳnh là thứ hai, chị Huyền đấy. Còn đến bây giờ thì các bạn, nhiều bạn mới biết. Đấy là những cái vấn đề cần lưu ý. Đấy. Đấy, vấn đề lưu ý. Cái phần này sẽ là cái phần in đậm, mà cái phần trọng tâm thì chị Hiên đã được thể hiện rõ, thì các chị Hiên đã in đậm rồi. Đấy. Và khi viết bài, viết như thế nào sao cho thu hút được các bạn, là thu hút được độc giả, thu hút được người chấm, thì không biết là mỗi bạn, đối với chị cảm nhận thì là mỗi bạn sẽ có một những cái cách viết khác nhau, có những cái cách thể hiện khác nhau. Có bạn thì vốn từ phong phú dồi dào, bạn ấy thể hiện được một cách rất là đặc sắc, rất là độc đáo. Nhiều bạn thì hạn chế, vốn từ hạn chế thì sẽ lời câu văn nó sẽ không được cảm xúc một chút, không được rõ ràng. Nhiều bạn thì viết còn sơ sài. Đấy, thì có mỗi bạn sẽ có một cách khác nhau, thì nhưng mà gì thì gì, chúng ta cần phải học, cần phải trau dồi thì chúng ta mới phát triển cái cách viết của mình lên được. Đấy. Hello Đỗ Hiếu nha. Trong tác sổ, bộ sổ tay văn học này của chị Hiên không là bộ sổ tay đơn thuần để các bạn đọc học với tác phẩm từng gạch đầu dòng như mà chị Hiên, như chị Hiên giảng ở trên group, đúng không ạ? Không đơn thuần như vậy, mà quyển sách này là cái quyển sách mà các bạn có thể nhặt nhạnh, có thể chắt lọc từng ý để mà đưa vào bài viết của mình. Bởi vì ở đây chị ấy có sử dụng những cái câu từ chuyển ý, cách lập luận, rồi liên hệ đến những tác phẩm khác, mở rộng vấn đề đối với những tác giả tác phẩm cùng thời khắc thời, chị ấy đều thể hiện rõ ở đây rồi. Đây là một cái cuốn sổ tay mà các bạn có thể sử dụng để mà vừa học vừa luyện, và cũng có thể trau dồi cho bản thân mình những cái kiến thức về văn học, được chưa? Và ngày xưa chị cũng chỉ học về sổ tay văn học này thôi, chị không học thêm ở đâu cả, cũng không lấy thêm nhiều tài liệu khác, mà chủ yếu chị chỉ có tham khảo thêm sổ tay văn học này, mở bài của chị Hiên này, và cái cách mà chị Hiên giảng thì chị Hiên có đưa ra nhiều. Chị có hay đọc thơ đúng không? Đọc thơ rồi hay dẫn những ý kiến, những nhận định để mà cho mọi người cùng tham khảo. Thì đó là cái cách mà chị Hiên giảng khác với mọi người ấy. Đấy, thì mình có thể vừa nghe chị Hiên giảng lại vừa ghi chép lại. Đấy, được chưa? Này, những cái ý các bạn đọc vào, các bạn đang đọc vào một, đọc vào cuốn sổ tay, các bạn không đơn thuần các bạn như đang học đâu. Các bạn có thể dùng sổ tay văn học này như là một cuốn truyện mà các bạn đọc. Qua đây thì chúng ta có thể tìm hiểu được những cái lời văn, lời lẽ rất là hay, rất là dẫn ý, chuyển ý rất là linh hoạt. Thế nên là mình cứ coi như đấy là một cái cuốn truyện mà các bạn đang đọc. Một cuốn truyện tranh hay một cuốn truyện gì đấy mà có thể là không nhiều hình như trong truyện tranh, nhưng mà khi đọc vào thì chúng ta sẽ bị cuốn hút, được chưa? Đấy. Đấy là những cái mà cái luận điểm và những cái luận cứ mà chị Hiên viết ở trong cuốn sổ tay, mà trong cuốn sổ tay mình đang có. Đấy. Và kể cả những cái tác phẩm khác cũng vậy thôi, cũng sẽ có những cái ý như vậy. Sẽ có những cái ý như vậy. Mỗi ý sẽ khác, được chưa? Để mà tác phẩm sẽ như thế nào này, và những cái vấn đề sẽ có những cái gì này. Đây, giới thiệu về nhân vật này, huấn cao đấy.
có gồm có những cái gì? Khí phách hiên ngang, thiên lương trong sáng. Đấy. Có rất là nhiều ý mà có thể chị Hiên sẽ chia tách được kỹ, chia tách được nhỏ nhất. Phân tích thì sẽ chia nhỏ ý thứ ý vấn đề ra mà để phân tích. Vậy nên thì chúng ta sẽ dễ dàng mà mình có thể cảm nhận được, và mỗi ý phân tích mình sẽ bình luận được cái ý đấy. Thì ở đây trong cái cuốn sổ tay này, chị Hiên cũng đã có những cái câu từ bình luận và đánh giá về vấn đề luôn rồi. Và nhiều bạn có thể bí quá không biết làm như thế nào thì có thể bê nguyên cái phần đấy vào. Nhưng mà mình bê nguyên cái gì cũng vậy, mình lấy sử dụng về nguồn tài liệu của người khác ấy, thì mình không nên bê hẳn nội dung đấy vào. Mình cần phải chỉnh làm sao mà cho cái văn của người khác thành văn của mình. Đấy là cái cách học mà ai cũng vậy thôi, ai cũng có thể tham khảo. Bởi vì càng tham khảo thì mình càng tốt hơn. Mình càng đọc nhiều sách thì mình càng trau dồi được cái vốn từ, ngôn từ của mình. Thế nên là dù có như thế nào đi chăng nữa, mình cũng không nên bê nguyên của người khác vào. Nguyên si như vậy mình sẽ đỡ hơn. Mình sẽ dùng cái văn của mình để chuyển thành văn người ta thành văn mình. Mình cứ dùng cái hành văn của mình đang có ấy. Nhiều bạn nó bí quá. Chị thấy nhiều bạn theo một bài viết ví dụ như bài vợ nhặt chẳng hạn, giảng như thế nào, trong sổ tay như thế nào, trong tài liệu mà up trên nhóm ấy như thế nào, thì các bạn cứ bê nguyên như vậy luôn. Các bạn không có sự sáng tạo của mình. Thế nên là như vậy thì văn của chúng mình sẽ bị loãng, đúng không? Mình sẽ không được hay, không thu hút được người đọc. Xong rồi. Ok. Thế thì tí nữa. Được chưa? Phần sổ tay văn học này, đó là những cái phần mà kiến thức mà không phải là kiến thức chủ đạo, kiến thức trọng tâm. Thì đấy là những cái kiến thức nền mà bao quát hết cả tác phẩm. Mà sau đấy, sau khi tìm hiểu, sau khi đọc trong tác phẩm, thì mình sẽ có những cái vấn đề đặt ra, hay là có những đề bài mà ví dụ như ở trong tác phẩm Chữ Người Tử Tù đấy, mình sẽ có đề bài như thế nào ạ? Đó là phân tích về nhân vật Huần Cao, hay là phân tích về hình tượng sông Đà trong Người Lai Đò Sông Đà, hay là phân tích về dòng sông Hương từ không gian địa lý chẳng hạn. Đấy, hay là một vài đề bài mà có thể là sẽ đi vào, sẽ bắt đầu đặt từ những ý mà người ta gọi là luận điểm đấy, luận điểm chính đấy, nội dung chính đấy. Được chưa? Đây là phần kiến thức nền. Đấy, phần này là phần kiến thức nền. Sau khi chúng ta cùng đi tìm hiểu về một tác phẩm rồi, thì có những cái vấn đề gì, có những cái điểm sáng, điểm quan trọng, trọng tâm như thế nào, chúng ta cần phải chú ý lại và ghi chú lại. Được chưa? Đối với chị sẽ lấy ví dụ về sông Hương đi. Đọc qua sông Hương, dấu ấn đặc biệt mà các bạn cảm nhận được ở trong dòng sông Hương đấy là những cái gì, thì chúng ta chú ý lại để chúng ta nhớ lâu hơn. Mình học mà, mình học thì mình không thể áp vào cái việc học của người khác được. Mình phải học theo cái cách của mình. Thì có rất là nhiều cách để mà mình học tốt. Ví dụ, mình học theo live stream cũng như chị Hiên đấy. Mình học đến đâu thì mình sẽ nhớ đến đấy. Mình có thể mình học theo sổ tay. Và khi mình cảm thấy học, đọc mỏi mắt rồi thì mình có thể nghe audio. Đúng không ạ? Nghe audio cũng là một cách học rất là hiệu quả. Và chị đã áp dụng rất là
ok, khá ok về cái việc nghe audio để học văn đấy. Bởi vì ngay từ đầu chị không có nhiều tài liệu hay là không có nhiều nguồn tài liệu để mà chị học đâu, thì chị có chỉ có thể đọc sổ tay, và là khi mà mỏi mắt hay là khi mà cảm thấy không muốn đọc nữa thì mình lại nghe audio vì mình có thể nhớ lâu hơn ấy. Được chưa? Nhiều bạn sẽ cảm thấy nghe audio buồn ngủ, nhưng mà không, khi mà các bạn chú ý, chủ yếu là các bạn mình tập trung ấy, tập trung thì mình sẽ dễ nghe và dễ nhớ hơn. Đấy. Chúng ta đối với sông Hương thì chúng ta coi cái gì là nhãn tử ạ? À? Mỗi ý, mỗi câu, mỗi dòng. Ví dụ khi mà khái quát về hình tượng về dòng sông Hương chẳng hạn, về thủy trình của dòng sông Hương chẳng hạn, thì tác giả đã thể hiện theo các góc nhìn. Vậy thì khi mà đến địa lý, đến góc nhìn địa lý hay đến góc nhìn lịch sử, âm nhạc, thì mình phải định hình luôn trong đầu mình địa lý là gồm có những đoạn văn nào, đoạn câu thơ nào đặc sắc, hay là câu câu văn nào đặc sắc, thì mình sẽ nhớ luôn đối với góc nhìn địa lý. Đó là địa lý này là thủy trình của dòng sông đúng không? Bắt đầu từ thượng nguồn ngoại vi vào trong lòng thành phố và khi rời khỏi thành phố. Đấy, thì là phần thủy trình. Thứ nhất là về sông Hương nơi thượng nguồn. Đấy, được chưa? Trong phần địa lý sẽ có gì? Có thủy trình. Thủy trình gồm có gì? Thượng nguồn. Được chưa? Thượng nguồn, ngoại vi, trong lòng, rời khỏi thành phố. Đấy, mình sẽ nhớ luôn trong đầu cái những cái mà những điểm nhấn để cho mình nhớ luôn. Đấy. Sông Hương ở nơi thượng nguồn gồm cái gì nhở? Đây là chị Hiên đã không phân tích một cách khái quát nữa, mà chị ấy đã viết hẳn lên một cái đoạn văn mà theo cái cách cảm nhận rồi. Thế nên là mình có thể tham khảo luôn cái cách dẫn ý của chị luôn. Trong quá trình viết ký, Hoàng Phủ Ngọc Tường hẳn đã tìm tòi và nghiên cứu rất sâu về dòng sông Hương để có thể khai thác ra những nét độc đáo của dòng sông này. Đấy, đấy là cái sự dẫn đoạn của chị ấy. Chị dẫn đoạn như thế nào sao cho thu hút được khách, được người đọc, thì đó là thu hút được nhiều người đọc nhất, nhiều người xem, và thu hút được nhiều được điểm cao để mà khi viết ý để mà khi viết ý, thì đó là cái cách mình phải học rất là nhiều, phải tham khảo rất là nhiều. Thế nên đó là cái cách đọc đọc nhiều sách, đọc sổ tay văn học, hay là nghe audio, hay là nghe các chị giảng, hay là đọc truyện đấy, về đọc các quyển về phê bình văn học, hay là những cái quyển bình luận văn học đấy, để mà học được cái cách dẫn ý và chuyển đoạn. Không chỉ đơn thuần là mình đi vào đoạn văn, mình ví dụ vào sông Hương nơi thượng nguồn, mình vào mình nói sông Hương nơi thượng nguồn là bao gồm những nét trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm họ, đó đã là một trường ca của rừng già rình rầm rộ, vân 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 vân, và nhà văn đã viết câu văn như vậy, và nhà văn đã thể hiện sông Hương nơi thượng nguồn là đó, nó đã là một bản trường ca của rừng già rồi, phân tích nói theo một cái cách rất là không có sự sáng tạo và rất là đơn điệu sơ sài, như vậy sẽ không cuốn hút được người nghe và người người đọc đến bài viết của mình, được chưa? Đấy, đấy là chúng ta cùng triển khai từ cái nhãn tự, từ cái điểm sáng trọng tâm của bài để mà dẫn dắt triển khai ý. Đó. Qua cái cuốn sổ tay này thì mình có thể học được, như thứ nhất lúc nãy chị cũng đã nói rồi, vì học được cái cách sử dụng từ, học được cách sử dụng từ, học được cách diễn đạt. Đó. Được chưa? Là từ cái phần trọng tâm, từ những điểm trọng tâm mình triển khai thành những các ý và dẫn ý chuyển đoạn như thế nào sao cho hay, đều mình có thể
đọc quyển sách này và áp dụng luôn. Đấy. Và qua cái kiến thức nền này, ngoài cách học sử dụng từ và diễn đạt thì chúng ta còn học được cái gì ạ? Chúng ta còn học được cách liên hệ. Học được cách liên hệ. Mở rộng. Đối với cái bài viết của các bạn viết ấy, thì chị có thể áp vào luôn này. Đối với nhiều bạn viết xong, các bạn phân tích được, nhưng mà các bạn chưa, các bạn có bình luận, các bạn có đánh giá, nhưng mà các bạn chưa có sự liên hệ mở rộng. Liên hệ mở rộng ở đây có thể các bạn liên hệ từ khi phân tích, mỗi phân tích từng ý, từng đoạn, phân tích đến đâu các bạn bình luận đến đấy. Bình luận xong các bạn sẽ có những cái dẫn chứng, ví dụ như đối với cái tác phẩm, đối với bài viết mà bài viết gần đây nhất là môn gì, bài gì nhỉ chị Quỳnh nhỉ? Lớp thôi, lớp chị trước nữa. Đối với cái bài Việt Bắc chẳng hạn, thì nhiều bạn sẽ viết, có thể là các bạn cái vốn mở rộng ấy của các bạn còn hạn hẹp thì các bạn có thể tham khảo luôn của các chị, bởi vì cái đấy là tài liệu để cho các bạn tham khảo mà, các bạn có thể sử dụng vô tư. Nhưng mà rất là nhiều bạn đã có sự mở rộng liên hệ rất là khác, là các bạn đã liên hệ được rất là nhiều bài thơ mà không nằm trong phần tài liệu đấy, các bạn mở rộng thêm và mình có một vốn tài liệu khác, tài liệu ngoài ấy, để mình đưa vào làm cho bài văn thêm độc đáo và sáng tạo. Đấy là cái sự ăn điểm. Cái phần liên hệ này là cái phần mà thể hiện được cái sự hiểu biết. Mình hiểu văn, mình hiểu vấn đề đến đâu thì mình mới có thể liên hệ được, đúng không? Mình mới có thể mở rộng ra được cái vấn đề đấy. Thì đấy là cái sự hiểu biết của các bạn thôi. Nên là các bạn hãy tự đưa ra, đặt vấn đề xong thì các bạn phải tự triển khai nó ra và mở rộng nó ra, để cho mọi người có thể cảm nhận được là cái sự hiểu biết của các bạn đối với vấn đề như thế nào. Hồi xưa đó là cái sự thu hút của mình, của người đọc ấy, khi mà đọc đến bài viết của các bạn đấy. Được chưa? Thể hiện sự hiểu biết. Thì để thể hiện sự hiểu biết thì các bạn làm như nào ạ? Không đơn giản là liên hệ mở rộng như vậy với một tác phẩm khác đâu. Chúng ta nên liên hệ mở rộng đối với những tác giả, tác phẩm. Cùng thời và khác thời. Tại sao chị lại nói như vậy? Bởi vì đây là cái cách mà là chị cảm thấy khi mà chị học thì chị cảm thấy dùng sự liên hệ này dễ dàng ăn điểm và dễ dàng mà mọi người mà khi mà đọc đến ấy sẽ có điểm nhấn ở trong bài viết của mình ấy, thì sẽ được điểm cao nhất. Đó là mình liên hệ với tác giả, tác phẩm cùng thời và các thời. Đó là cái phần này này. Sẽ là một đoạn văn sẽ nằm trong một đoạn văn. Sau cái đoạn phân tích ấy, một đoạn văn sau cái phần phân tích, cái trước cái phần kết bài ấy, đó là cái đoạn văn bình luận đánh giá mở rộng vấn đề đấy. Thì qua đây chúng ta có thể đấy là cái vấn đề mà mình chưa thể chốt lại ý được, là nói tóm lại về chốt được vấn đề được, mình sẽ mở rộng thật vậy. Đối với tác giả này, tác phẩm này sẽ thể hiện như vậy. Nhưng tôi đã từng đọc đâu đó về tác phẩm nào đấy. Đấy, về một tác phẩm nào đấy. Ví dụ như chúng ta có thể nói luôn, đối với Sông Đà, Nguyễn Tuân đã vẽ lên một bức tranh hung bạo, một bức tranh vừa hung bạo vừa trữ tình. Đó là cái sự thể hiện độc đáo và mới lạ của Nguyễn Tuân. Tuy nhiên
cũng có một nhà văn khác cũng viết về dòng sông và cũng viết về một dòng sông và viết về vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương đất nước. Đó chính là Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ông viết về sông Hương, về dòng sông vừa thơ mộng trữ tình cũng vừa có nét hung bạo. Đó là đấy là bắt đầu mình mới bắt đầu so sánh nhá. Bắt đầu mình mới so sánh và mình mới bắt đầu lập luận. Đưa hai dòng sông này cùng thể hiện được sự giống nhau, sự khác nhau. Mình không thể đi so sánh như cái đề bài với cái kiểu dạng đề so sánh được. Mình không thể so sánh bởi vì đề bài nó không yêu cầu so sánh. Nhưng mà mình sẽ sử dụng cái biện pháp so sánh để mà mình liên hệ và mở rộng được vấn đề như vậy. Được chưa? Mình sẽ nói khác nói khác đi. Đấy. Và đối với cái vấn đề như vậy thì tác giả A thể hiện như thế nào? Tác giả B thể hiện như thế nào? Thì gộp chung lại cũng sẽ nêu bật được cái vấn đề. Vấn đề cần nghị luận. Đấy, sẽ giúp cho chúng ta làm rõ được cái vấn đề nghị luận. Đấy, đấy là cái qua cách từ các kiến thức nền ở trong sổ tay văn học mình học được diễn đạt, học được liên hệ mở rộng. Và chị cũng đã hướng dẫn cho các bạn một cái cách mà mình có thể làm rõ hơn cái vấn đề, mở rộng thêm vấn đề và dễ dàng lấy điểm. Phần này sẽ là cái phần mà các thầy cô, các bạn mà hay chấm bài ấy rất là chú ý đến cái phần này, bởi vì đấy là thể hiện được cái sự hiểu biết của mỗi bạn. Đấy, được chưa? Và học được liên hệ, học được cách sử dụng từ và học được cái gì nữa ạ? Mình có thể mở rộng. Được cái sự mở rộng được nguồn. Kiến thức. Sưu tầm. Thêm được nhiều dẫn chứng. Được chưa? Mình cùng áp vào đây nào. Về chữ người từ tù nhá. Đó là cái phần mà nằm trong cái phần giải quyết các vấn đề này. Mỗi ý, mỗi dòng sẽ có thêm dẫn chứng và cái nguồn kiến thức. Đấy, sẽ mở rộng được kiến thức và sưu tầm được nhiều dẫn chứng. Đấy. Khí phách hiên ngang thể hiện như nào? Thiên lương trong sáng như thế nào? Và nhân vật viên quản ngục. Đấy, đều thể hiện có kiến thức và có cái phần dẫn chứng mở rộng. Được chưa? Đấy chính là bước thứ hai. Và sang bước thứ ba. Bước thứ ba thì như thế nào ạ? Đó là qua cái cuốn sổ tay văn học này, chúng ta đều có thể tham khảo và học được thêm phần tài liệu, mở rộng được thêm tài liệu mở rộng. Đấy, gồm có gì ạ? Nhận định. Gì nữa nhỉ? Mở bài. Kết bài. Mà chúng ta đều có thể sử dụng khi mà viết bài.
đều nằm trong cái cuốn sổ tay văn học này. Đây, phần nhận định thì sẽ là phần này. Như lúc nãy chị đã nói rồi, là mình dẫn nhận định vào trong, mình sẽ dẫn nhận định vào trong phần mở bài. Hoặc là khi mà viết bài mình phân tích thì mình cũng sẽ dẫn nhận định vào để mình thể hiện được, đó là mình cái sự liên hệ của mình đấy. Đấy, mình có thể dẫn vào, được chưa? Hello Vân Anh nha. Đấy, đây là cái phần nhận định, đều nằm trong sổ tay văn học. Đều trong sổ tay văn học đều có. Và mỗi sổ tay, mỗi tác phẩm sẽ có 4 đến 5 nhận định để cho các bạn tham khảo, được chưa? Về nhận định. Và phần mở bài. Ở trong bài, ở trong cuốn sổ tay này, và đối với cái bài Người lái đò sông Đà, thì ở trong này mình sẽ có 2 cái phần mở bài để cho các bạn tham khảo, được chưa? Đây là cái cách mở bài mà nhiều bạn cảm thấy mở bài khó, nhưng mà không khó đâu nếu mà các bạn biết cách viết. Và mở bài cũng chính là cái bản lề, nó bản lề của cánh cửa đấy, nó có thể là một cái nguồn, cái mở ra được vốn kiến thức. Mở bài như thế nào, mở bài càng hay thì càng thu hút được người đọc đọc tiếp cái phần một thân bài, phần kết bài. Và mình sẽ dẫn như thế nào cho người đọc cảm nhận được là bài viết của mình đáng để đọc, đáng để chúng ta tìm hiểu. Đấy, đáng để cho người đọc thấy được rằng là có thể là nhiều bạn sẽ khi đi thi ấy, các thầy cô sẽ dựa vào nhiều người, nhiều cô ấy sẽ dựa vào cái phần mở bài để mà đánh giá được cả bài của các bạn. Nhưng mà mở bài xong rồi, viết được hay rồi thì phần kết bài cũng sẽ phải viết thật hay. Bởi vì đấy là cái phần mà chốt lại vấn đề. Mình mở như thế nào thì mình sẽ kết như vậy. Đối với cái sổ tay này thì hướng chính thì sẽ là theo tổng phân hợp, theo cách viết là tổng phân hợp mà chị Hiên hay là chị Quỳnh đều nói cho các bạn biết rồi đấy. Tổng phân hợp thì mình sẽ đi từ tổng đến hợp, thì mình sẽ bắt đầu từ mở bài đến kết bài. Mình tránh cái việc đầu voi đuôi chuột, tránh cái việc viết mở bài rất hay và cứ chăm chút vào mở bài, nhưng mà đến phần kết bài thì nhiều bạn sẽ không đủ thời gian viết, thì sẽ cuống cuồng viết, chỉ sẽ có một dòng thôi. Thì một dòng như vậy có thể kết thúc được vấn đề đấy, nhưng mà sẽ không hay và không chất lượng. Bài viết mình sẽ bị cụt, được chưa? Đấy, đấy là cái phần tài liệu mở rộng. Thì có thể bộ tài liệu mở bài này có thể nhiều bạn sẽ được tặng kèm, bởi vì đấy là phần nguồn tài liệu tặng kèm. Học văn với chị Hiên thì rất là nhiều tài liệu, và tài liệu cũng sẽ rất là chất lượng, bởi vì bản thân của chị cũng là học sinh của chị Hiên ngày trước, thế nên là chị có những cái gì suy nghĩ như thế nào thì chị cũng đã cảm nhận, thì chị cũng đều chia sẻ cho mọi người đấy, chứ không phải là chị tâng bốc chị Hiên hay gì đâu, mà bởi vì bản thân chị cũng là học sinh chị Hiên, và những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận của các bạn bây giờ thì chị cũng đã từng trải qua rồi, cũng đã từng nghĩ, đã từng làm rồi ấy, thế nên là sẽ dễ dàng chia sẻ với mọi người. Đấy, được chưa? Thứ ba, sau bước 3 sẽ là một bước quan trọng nhất. Quan trọng ngang cái việc học tài liệu kiến thức, học kiến thức trọng tâm, học kiến thức nền, đó là gì ạ? Luyện đề. Mọi người cứ bảo là thôi không cần phải luyện đề đâu, học được, học thì sau khi nào đi vào đi vào phòng thi cứ viết thôi. Nhưng mà không, mình phải luyện, luyện nhiều thì mình mới trau dồi được cái kiến thức của mình. Và trau dồi được cái kiến thức trọng tâm và kiến thức nền thì mình cũng sẽ mở rộng được cái vốn từ, mở rộng được cái cách lập luận, hành văn của mình cũng sẽ tốt hơn. Đấy, mình phải luyện đề nhiều thì mình mới khá lên được. Ngày xưa chị cũng không biết viết gì đâu, nhưng mà mỗi ngày cứ đưa ra cho mình là cần phải luyện, luyện 1 đến 2 bài. Ở đây chị Hiên đã đưa vào rất là nhiều dạng đề bài, mà không biết là các bạn có học không, có làm qua không, nhưng mà đấy là những cái dạng đề mà các bạn tham khảo, đưa vào để cho các bạn tham khảo.
Đây, một số đề tham khảo đây. Đây là dạng đề so sánh liên hệ. Đó là so sánh hai bài xong, được chưa? Và một dạng đề đó là phân tích chứng minh một ý kiến nhận định. Nói đến vấn đề này thì chúng ta cần phải chú ý nhé. Khi viết mở bài cần phải trích ý kiến nhận định, nhớ chưa? Nhiều bạn không trích ý kiến nhận định nên là sẽ bị mất điểm phần mở bài đấy. Phần mở bài dù ít điểm thôi nhưng mà thiếu 0,25 điểm cũng là thiếu điểm đấy. Nhiều bạn sẽ vì 0,25 điểm mà không đỗ được đại học, không đỗ được trường mình muốn. Đấy, nên là mình phải chú ý đi từng cái nhỏ nhất. Đấy, đây là những cái đề, dạng đề mà trong cuốn sổ tay có. Được chưa? Đấy là cái 4 bước mà chị hướng dẫn cho các bạn. Thì cái qua cách hướng dẫn này thì chị cũng chỉ hướng dẫn sơ qua thôi, không thể đi từng tác phẩm được, cũng không thể hướng dẫn kỹ được cho các bạn, bởi vì mỗi bạn đều đang có cái cuốn sổ tay văn học của riêng mình rồi. Các bạn có thể đọc, các bạn có thể học, có thể nghe audio hay là có thể làm bất cứ thứ gì mà các bạn cảm thấy phù hợp với cái cách học của các bạn. Đấy, đấy là cái cách mà chị hướng dẫn cho các bạn và định hướng cho các bạn. Thì với cái góc độ là một người mà đi trước, một người mà cũng từng là học sinh chị Hiên, cũng từng là người sở hữu bộ văn học, thì không biết là các bạn có thắc mắc hay là có những cái vấn đề gì mà cần hỏi không để chị giải đáp. Bởi vì ngày trước chị cũng như các bạn thôi, bây giờ thôi, thì cũng có rất là nhiều thắc mắc, cũng có rất là nhiều khó khăn trong việc học. Đối nhất là việc học văn, bởi vì môn văn cũng chính là môn bắt buộc khi mà các bạn thi đại học, đúng không? Nhiều bạn sẽ không theo khối C thì sẽ cảm thấy chán môn văn, nhưng mà đó là cái môn mà để quyết định tốt nghiệp cho các bạn, nên là mình phải học. Đấy, thì có không biết là các bạn có cái thắc mắc gì không? Tại vì chị phát hôm, tại vì tối nay thì cả chị Quỳnh hay chị Hiên hay là các chị đều bận, thế nên là chị phát vào buổi chiều, nên buổi chiều các bạn đi học thì không có nhiều người xem, và có thể là cũng lâu lắm thôi chị không phát trực tiếp như vậy, nên là nhiều cái cách của chị diễn đạt sẽ hơi lủng củng và hơi không được rõ ràng một chút, nhưng mà chị cũng đã cố gắng để cho các bạn hiểu, là để cho các bạn hiểu là viết lên giấy rồi, cũng giải thích cho các bạn hiểu rồi. Thì xem qua clip thì không biết là các bạn có thắc mắc gì không, hay là trong cái quá trình học của mình thì các bạn có khó khăn gì không? Bởi vì bây giờ bao nhiêu giờ nhỉ chị nhỉ? 4 giờ kém rồi, tức là giờ này là giờ em sợ văn lắm chị à. Khi chị ui dồi ôi, không lo, không sợ, chả sợ gì cả. Mình càng sợ thì mình càng phải học. Ngày xưa chị cũng sợ văn lắm ấy. Chị chia sẻ với các bạn là ngày xưa chị rất là sợ. Chị sợ văn mà chị cảm thấy là chị không, không thấy, không muốn học ấy. Và văn của chị rất là yếu. Thực sự chia sẻ thật với các bạn là để mà tiếp tục đi tiếp thi học sinh giỏi này thì chị đã phải cố gắng nhiều lắm. Vì đến cả chi tiết tác phẩm chị còn chả nhớ được, thơ chị còn chả thuộc, bởi vì chị cảm thấy giải nó khó. Nhưng mà khi mà mình tìm được cái nguồn động lực là mình học, học để làm gì, và khi mà mình có cái kiến thức như vậy thì mình cảm thấy vui, cảm thấy mình sẽ giúp được cho mình sau này, thì mình mới bắt đầu quyết định, quyết tâm mà học. Càng sợ gì thì càng phải học, không phải là sợ là trốn tránh nó đâu. Mình càng lao vào học, mình càng tìm hiểu, mình tìm được cái bản chất của nó thì mình sẽ không thấy khó nữa. Môn văn cũng như các môn khác thôi, chẳng qua là các bạn lười đọc ấy, các bạn lười đọc nên các bạn sẽ không nhớ được. Phải đọc thật kỹ. Và cái cuốn sổ tay này là cái cuốn sổ tay chị cảm thấy là rất là chất lượng. Kể cả bây giờ học lên đại học, lên năm 2, năm 3, năm 2 rồi, nhưng mà vẫn thích cái cuốn sổ tay này, vẫn lấy về đọc. Mà các em bây giờ còn sướng ấy nhá. Ngày xưa chị đọc á, không nhiều như này đâu. Kiến thức của nó không nhiều, không được nhiều như này. Và cái bài, nhiều bài cũng không có, mà đến bây giờ mới có đấy.
như bài Vĩnh biệt cửu trùng đài chẳng hạn. Đấy, chị ngày xưa chị chưa có bài này. Và kể cả có hay đi không chăng nữa thì đấy cũng nằm trong là tác phẩm trọng tâm để các bạn, khi các bạn đi thi thì nên là mình cũng đừng hướng vào nó nhiều. Mình chủ yếu vào những cái tác phẩm mà mình cảm thấy nằm trong cái chương trình mà thi Trung học Phổ thông Quốc gia ấy, thì mình sẽ hướng nhiều bài. Ví dụ nhiều bài sẽ không nằm là bởi vì sao, các bạn cảm thấy khó thì các bạn sợ, nhưng mà sợ thì cũng có thi đâu. Chị nói thẳng thắn luôn là chủ yếu là vào trọng tâm luôn. Mình không cần phải học những nhiều để làm cái gì để mà khó. Càng học nhiều thì càng thấy nhiều khó nhớ. Thế nên mình chỉ cần hướng vào các tác phẩm trọng tâm thôi. Không biết là... Mà bởi vì hôm nay á, phát trực tiếp thì nhiều bạn không được, không xem, không clip, không xem clip. Thế nên là không comment hay là không tương tác được. Nhiều cái sẽ như kiểu chị đơn phương, chị giảng một mình ấy. Nên là có gì thì các bạn xem lại, thì các bạn có thể thắc mắc gì hay là có những cái vấn đề gì thì sẽ nhắn tin cho chị, hoặc cho chị Quỳnh, hoặc chị Hiên, hoặc nhắn tin lên fanpage, hay là nhắn tin lên các bạn ở trong group này. Thì một số bạn cũng là học sinh trong nhóm, trong khóa học ấy, thì mình có thể chủ động nhắn tin cho các chị nhá. Để mình sợ cái gì thì mình cứ nhắn tin, hay là mình thắc mắc cái gì thì mình cứ nhắn tin, chứ không phải sợ gì cả. Bởi vì mình càng trốn tránh thì mình càng cảm thấy khó thôi. Mình càng học thì mình càng biết, được chưa? Càng học thì càng học được rất là nhiều. Và các chị dù có bận rộn như thế nào cũng sẽ sẵn sàng trả lời tin nhắn của các bạn, cũng sẽ sẵn sàng giải đáp những cái thắc mắc của các bạn, để cho các bạn hái được những cái hoa thơm trái ngọt sau cái khóa học. Và sau khi mà mình học thì mình cần phải thu lại được cái kết quả chứ, đúng không? Kết quả tốt hay xấu thì cũng là một phần là các chị giúp các bạn, nhưng mà đấy chỉ là một phần thôi. Chị giúp các bạn một phần thì các bạn phải tự cố gắng 8-9 phần còn lại. Đấy, mình phải tự cố gắng nữa thì mình mới có được cái kết quả tốt. Nên là ngày xưa chị còn không có được hướng dẫn dùng sổ tay ấy, đọc vào còn nhiều lúc còn cảm thấy hơi hoang mang, bởi vì sao mà chị ấy là nói cái gì vậy. Mình còn không thấy chả hiểu là chị ấy đang phân tích theo văn chị ấy hay là như nào. Mình đọc theo mình có sợ bị nhiễm không ấy, kiểu chị còn nghĩ như thế cơ. Nhưng mà khi mà đọc thật sự rồi, khi mà tự tìm hiểu ấy, đọc kỹ thì mới cảm thấy là mình cần phải học. Mình học được rất là nhiều từ cái này. Học từ cách lập luận, học từ cách dùng từ, học được cách mở rộng liên hệ. Đấy. Và học từ cái cách mà chị ấy đưa dẫn chứng như thế nào và so sánh liên hệ như thế nào. Đấy. Học được rất là nhiều. Thế nên là đây là một cuốn sổ tay rất là chất lượng. Được chưa? Thôi thì cũng chị clip cũng khá lâu rồi và cũng ít bạn đang xem, nên là giờ này chắc các bạn cũng đang bận đi học. Đấy. Thì có gì thì các bạn cứ chủ động nhắn tin cho các chị trong group, cho các chị trợ giảng, chị Quỳnh, chị Lan Anh, chị Huyền, hoặc là nhắn chị Hiên. Nhưng mà chị Hiên bận lắm nên là có thể là chị ấy sẽ giải đáp trên livestream cho các bạn thôi. Chứ còn nhắn tin riêng thì các bạn cứ chủ động nhắn tin cho các chị trợ giảng nhá. Thì các chị nào cũng có thể cũng sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho các bạn hết. Được chưa? Rồi, bây giờ cũng muộn rồi, thôi chị dừng clip tại đây. Chúc các bạn có một buổi tối thật tối nay ấy. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Và sẽ có một kết quả tốt. Và hẹn các bạn ở những buổi học sau, những cái buổi clip sau. Được chưa ạ? Bye bye các bạn nha, tạm biệt.